Chào mừng cả nhà mình đến với kênh Hoa Sứ Lê Gia vào lúc 7 giờ tối hàng ngày ha. Thì hôm nay em giới thiệu cả nhà mình một số cây sứ Thái ghép, sứ zin và sứ ghép thông thường, sứ ghép hàng VIP luôn nha. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 30.000 cho đến 350.000 một cây ha. Đơn hàng em gửi đi là 200.000 trở lên em mới gửi nha cả nhà. Em gửi hàng đường xe Tô Châu và đường bưu điện ha. Đi Tô Châu để nguyên chậu gửi cho mình, đi bưu điện nhổ ra vũ sạch đất đóng thùng hàng giao tận nhà luôn. Rồi, mình có cây số 1. Số 1 là ghép giống Hoàng Ân hen. Đây, Hoàng Ân. Đỏ viền vàng nha cả nhà. Hoàng Ân đang ra nở một số, nó còn số nụ. Củ hình quái nha. Đây, củ này hình quái nha, nhìn hơi bị lạ. Rồi, cây năm bo 150.000. Số 2. Số 2 là ghép hai giống hồng ngọc cẩm thạch, hoa ba lớp màu hồng nè, lá cẩm thạch nha cả nhà, lá xanh viền trắng. Và có cái đây, mình thấy cái tược còn thấp, đây là mộng cầm nha, ba lớp màu tím lem. Cây ghép năm bo 350.000. 350.000 cho cây này ạ. Đây em lấy xa ra cho mình xem. So sánh cây 150 chậu C10 với lại cây 350.000 cây hàng VIP ha. Rồi, em tiếp số 3. Số 3 là ghép hai giống thần tài gò công hai lớp màu đỏ. Xây hoa to nha. Với lại Thúy An 3, đây Thúy An 3 đang vô nụ. Năm cánh màu tím. Cây mình ghép 8 bo, giá 350.000. Những cây hàng VIP này thì em để cái tựa của mình à, dài và cái bo ghép nó liền rất là chắc luôn, em mới đưa ra làm bán hàng nha cả nhà. Mình đưa cái tựa dài như vậy là nó khá là ok hơn, đi không sợ bị tình trạng rớt bo. Rồi, tiếp số 4. Số 4 là một cây hai giống nữa, cây đang nụ mê lắm nha, tựa dài luôn. Đây, hồng ngọc, ba lớp màu hồng. Này là hồng ngọc nha cả nhà, hồng ngọc lá màu xanh nè. Hồng ngọc ba lớp màu hồng đây. Và cái dạng nụ mé bên đây là của quân tử hai lớp. Quân tử và hồng ngọc, hai cái tên cũng thật là kêu ha. Cái tàn của nó bung rộng ra là tầm gần 1 mét luôn nha, tựa dài. Đây, bo ghép liền khỏe tựa dài nha. Cây mình ghép 8 bo, giá 350.000, 350.000 cho em này. Cái em này là về mình sang qua chậu 8 tấc mình nuôi nha. Củ to. Rồi đến số 5. Số 5 là ghép Vĩnh Lộc 5. Màu đỏ, ba lớp đỏ sọc nè cả nhà. Đây, Vĩnh Lộc 5, cây đang nụ hoa rực rỡ, cây 10 bo 300.000. 300.000. Tiếp số 6. Số 6 là ghép hai giống mắt biếc là màu tím sọc này nha. Mắt biếc tím sọc. Với lại cái này Quỳnh Chi. Quỳnh Chi ba lớp trắng viền hồng. Cây ghép 8 bo 300.000. 300.000 cho cây này ạ. Số 7. Số 7 là Long Thành Gold. Ba lớp màu đỏ. Long Thành Gold là gì? Đây. Lại bo nó vàng nha cả nhà. Nó lên cái thân tược của nó màu vàng luôn nè. Long Thành Gold này cái tàn nó bung ra, em đặt ngang qua thử là gần 5 gang tay em luôn. Cây đang nụ và hoa. Củ này thì nhìn cơ bắp cuồn cuộn luôn. Chín bo 150.000. Số 10. Ý Xuân. Ba lớp vàng sọc hồng. Ý Xuân củ chia làm hai khói. Cây 4 bo 120. Số 11. 11 một giống này màu sắc rực rỡ luôn nè. Có hương thơm nha, lúc rộ có hương thơm. Tên đó là Kim Lân. Hoa đỏ và trắng. Cây 7 bo 130. Số 12, 12 là ngân hà, hai lớp trắng và tím ngân hà, nó nhiều loại của em không nhớ nè, không nhớ tên nó ngân hà mấy nha cả nhà. Em mua giống thì người ta bảo ngân hà thì em biết đây là ngân hà ha. Hoa hai lớp tím và trắng, cây năm bo 130. Số 13, 13 là kim phá. Kim phá, cây mình chín bo 130. Số 14, Yến Nhi Chính, ba lớp tím sọc. Cây chín bo 130 luôn. 15. 15 là Trà My 8.
trà mi tám đỏ cánh nhọn nha cả nhà, ở trong hồng ngoài viền đỏ cánh nhọn. Cây sáu bo 120 ngàn. Số 16. 16 là ghép hai giống. Mình thấy cái vàng nụ nó đang ra là của mắt đĩa ha. Còn dạt bên đây là của sĩ thư 1, màu trắng viền, hoa ba lớp hết. Cây này cái tàn nó bung ra khá là đều luôn. Cây ghép 10 bo 150 ngàn. Số 17. 17 là đun han, hoa chuyển màu, ba lớp màu vàng viền hồng, nó nở vài ngày nó chuyển sang màu hồng nha. Cây đun han này rễ nó cuộn, rễ nó nhiều, nó cuộn xung quanh này. Cây 7 bò 120. Số 18 T1 ba lớp đỏ viền tím. Cây T1 này ghép 9 bò 150 ngàn. Số 19. 19 một em củ quái nha, hoa nó màu trắng, ba lớp màu trắng, có cái sọc hồng nhạt giữa cánh hoa nè, họng vàng, mặt hoa này cực kỳ nổi. Cây 7 bo 120 ngàn. Củ quái, củ này hình giống như một người ngồi thiền xếp bằng đây nè nha. 120. Số 20. 20 là thiên hương, ba lớp trắng viền hồng, có hương thơm. Thiên hương nó nở cỡ tầm này nè, em đứng kế bên là nghe mùi thơm thoang thoảng á nha cả nhà. Củ hình quái. Cây 7 bo 150. Củ này quái lắm nha, nó bị ba cái rễ con tua tua này nó che khuất. Cái này mình cắt tỉa ba cái rễ con nó ra, nó phô cái bộ củ mình ra đẹp nhiều hơn nha. Tiếp 21. 21 là tân thành, ba lớp màu đỏ. Cái giống này hoa xây hoa to lắm nha, cây này thì tựa ra dài. Từ cái mắt ghép nó lên là em đặt thử vô là hai gang tay nha, nhánh dài. Cái này là mình thích chiếc jean thì về có thể chiếc jean liền được luôn nha. Mắt ghép của mình đây ạ, nó liền hẳn luôn à. Củ thì hình cơ bắp. Cây 5 bo 150 ngàn. Mấy cái cây mà tựa dài mình nhìn vô cái cây mình nó có lực lắm. 22. 22 là một giống hoa rộ nữa nè, hoa ba lớp màu hồng, màu hồng nhạt nha, nó hồng nó nhạt nhạt, còn cái đốm nó là hồng đậm nè. Tên nó là Phúc Tấn, đây cái tàn của nó cả nhà. Cái giống này nè, mình nhìn cây nó thấy mê không, nụ ơi là nụ luôn. Cái tàn của nó bung ra là ngang qua 5 gang tay em nha. Cây này nhìn vô là rất là mê. Củ to. Cây ghép 11 bo 150 ngàn. Số 23. Phú Thành. Đây, Phú Thành hai lớp màu đỏ. Phú Thành cũng đang rực rỡ, khoe sắc đỏ luôn. Cây 9 bo 150 ngàn. 24. 24 là một em củ quái nữa nè, ghép giống hạnh phúc, ba lớp màu trắng sọc hồng họng vàng. Cây 7 bo 150 ngàn. Hạnh phúc củ quái. 25. 25 là một em củ quái, củ to nha, vô chậu C10, chặt chậu C10 luôn. Cái tội của nó là dông ngã nè, nó bị chạy ở đây nè, nó bị chạy ở đây nha, chạy hai nhánh này. Cây mình 3 bo, ba bo củ hình quái mà củ to nha, vô chặt chậu C10. Em bán cây này là giá 30 ngàn. 30 ngàn cho cây này. Này là mình ghép giống ti ti nha cả nhà. Ghép ti ti. Ti ti là màu tím ba lớp. Cây mình 3 bo nha, 30 ngàn. 26 là một cây sứ zin. Mình xem cái đế của cây zin chưa đi. Đây, cái đế nè. Cái vàng đế này mình nuôi cái củ nó càng to lên nữa là cái bộ rễ này lớn, nó nhìn nó lạ mắt lắm nha. Rễ nó nổi lên. Cây này là em còn chôn sâu đó. Nếu này mình nhổ lên là cái củ mình lòi ra lớn lắm. Em chôn để em nuôi củ. Cái tàn. Tàn này bung rộng ra 1 mét nha cả nhà.
Vàng đế rất bắt mắt. Cây số 26 này là giá 200 ngàn. Đây là xứ zin ha, 200 ngàn cho cây này. Rồi hôm nay giới thiệu cả nhà mình 26 cây. Cả nhà xem trong video này, nếu yêu thích cây nào thì mình cứ gọi điện theo số máy là 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo luôn. Mình có thể kết nối Zalo rồi mình chốt đơn ha. Lưu ý giùm em, mình nhắn tin thì mình để rõ mã số cây kèm số điện thoại. Có số điện thoại em mới lên đơn cho mình được nha cả nhà. Không có số điện thoại em đâu biết đường đâu mà liên hệ với mình mà giao hàng nha. Và em xin chia sẻ thêm, bên em có cung cấp nguồn phân hữu cơ nguyên chất, đó là phân dơi ha. Phân đó mình bón được cho tất cả các loại cây trồng mình luôn. Cây kiểng, rau màu, cây ăn trái có múi luôn. Em cung cấp sỉ và lẻ cái nguồn phân đó luôn nha cả nhà. Cả nhà ai có nhu cầu xài phân thì cứ alo với bên em ạ. Rồi, chúc cả nhà mình có một buổi tối ngắm hoa nhiều niềm vui nha.